ăn sáng. Tưởng đâu là chương trình có cho ăn lóc dạ trước khi vận động chị Y. Tới đây là thay đồ không kịp ăn uống, nhưng mà chơi đau ngực tuyệt vời, vận động chạy không thở oxy chắc lên ra. Nhưng mà cô Quế cũng có tiền là được rồi, cái số tiền anh em trả luôn số nào cổ của bây giờ. Nhiệm vụ hai của ăn hai khách mời còn lại đem cái số tiền đầy đủ của sinh hoạt chi trả lo cho bệnh nhân chồng, vừa vận động thể lực vừa suy nghĩ cái trí não nữa. Thì không, hơn là cái này là sở trường hay làm thơ hay làm văn của mình, chứ nếu mà một người khác thì vừa chạy suy nghĩ vậy áp lực và thời gian đủ thứ hết. Vô đi thoải mái đi, vô đi đó. Đây nè, rồi ok. Chị đẹp hơn em nhiều. Chị đẹp hơn em ở cái khoảng. Đúng luôn, chị đứng luôn đây, đúng luôn. Đúng rồi.